gì coi cho thầy. Em ở cái túi hồng tháo trên tay. Dạ, em trả là xài cao lãnh là các bài học rồi đó. Dạ. Ui, em ơi, hợp tác chứ rồi. Mẹ nè, hoa ly nè. Thật hảo tiếp. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi em cảm ơn nhiều lắm. Quá trình ngắn rồi. Cái gì có về chợ này thì ghé Cẩm Lan mua gắn. Em nghĩ là quanh năm có. Cá rô, cá heo, đặc sản cá khoai, cá chạp luôn, cá chạp này, cái con này lớn chứ phải con nhỏ là, cá chạp mùa nước, nhân sâm mùa nước nhỏ. Còn đó chắc bự quá ha, bao nhiêu ký? Cái này là của nhà vườn cho canh ra cho anh ha, đủ loại luôn cái gì nè. Các bạn Trang thì Trang không dám bắt, nhưng mà anh bắt dùm Trang quay thì rắn chung luôn quý vị. Cái này nó có hai đầu hả anh? Dạ. Nhưng mà ai biết bắt mới bắt được hả? Dạ. À rồi, dạ rồi, em cảm ơn. Chúc anh ngày nào cũng mua mai bán đắt nha. Dạ, Trang hy vọng là quý vị nào mà là fan cùng cố gắng thì về chợ này là Trang nghĩ là quanh năm luôn á. Chào mừng quý vị đến với kênh Trang Thang, rất vui được gặp lại quý vị tại chợ Mỹ Phước Tây. Nơi đây Trang đang đứng là cổng phía sau chợ Mỹ Phước Tây thuộc kinh 12 nha quý vị, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và hôm nay Trang có cơ hội về nơi đây để chia sẻ với quý vị quang cảnh sáng sớm của ngôi chợ và không khí sinh hoạt của bà con nơi đây rất là nhộn nhịp luôn. Thì một chút nữa Trang sẽ giới thiệu đoạn đường từ ngoài vào và có cái nhìn tổng quan cho quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng đi vào bên trong khám phá ngôi chợ Mỹ Phước Tây, coi nơi đây có điều chi đặc biệt. Thời điểm bây giờ đã là cuối mùa nước nổi rồi thì chuẩn bị qua giai đoạn là cá sổ. Thì chợ này Trang thấy cũng có cá này, có rắn này, có rất là nhiều sản vật thiên nhiên luôn á. Và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và bình an nha. Bây giờ cùng đi khám phá với Trang thôi. Trước khi vào bên trong ngôi chợ, Trang giới thiệu quý vị đoạn đường để đi vào ha. Phía trước mặt quý vị là đoạn đường lúc nãy Trang đi vô từ quốc lộ 1A để đi được vào trong ngôi chợ Mỹ Phước Tây. Ngược lại phía sau lưng Trang sẽ là đoạn đường mẹo tay trái, sẽ về được tháp 10 quý vị, Mỹ An, tháp 10, Đốc Ninh Kiều. Còn đi thẳng sẽ về được Tân Thạnh, Long An. Bây giờ mình sẽ đi vô trong chợ. Chợ thì được chia ra làm nhiều nhánh và có hai khu nhà lồng chính. Buổi sáng bà con mua bán rất là nhộn nhịp luôn. Ở phía sau thì gần đây cũng có một cái bến đò. Cặp bờ sông đó quý vị, chia ra làm 4 nhánh sông á. Đây là cái khu bên ngoài nè quý vị. Bà con mua bán, cái dãy ngoài này sẽ bán đồ ăn uống, vịt quay, gà nướng. Ở bên trong đây sẽ là khu rau củ quả. Rồi mình đi từ từ vậy ha. Đây có chị bán cháo cua nè. Phía sau chợ rất là nhộn nhịp luôn quý vị. Đây thuộc chợ xã nhưng mà Trang đi sơ lược một vòng thì thấy vậy là rất là lớn. Đây có bán đồ ăn sáng nè. Đây có bánh xèo. Đây cho quý vị coi bánh xèo.
chị bánh xèo miền Tây ha. Dạ. Vô đây coi chị đổ đi. Ông muốn ăn, chị nào muốn ăn á thì nó mua cho ông chứ vậy đó. Ở đây mình bánh xèo nhìn gì chứ? Thịt vịt ha. Chị bán hay lâu chưa? Bán lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Ồ, mấy chục năm rồi. Đây coi, bánh xèo chị làm hấp dẫn luôn quý vị. Mình bốt gần Tết rồi đổ đứng lại nó ấm. Dạ hả? Chị thường ngày là mới bán bánh xèo rồi, nhờ từ gần Tết chị bán gì? Trái cây bông nữa. Dạ, trái cây bông nè. Nhưng giờ chị bán nhiêu cái? 15 ngàn. Chị lấy em hai cái đi, bằng chút em về em mới lấy. À, chị bảo về mới lấy ha. Dạ, đứng đây coi chị đổ cho. Ngày chị bán được nhiều không? Bán hết chứ đâu, bán nhiều, bán buổi mà. Dạ hả? Sáng à, đâu bán, đâu bán nhà đâu. Dạ. Bánh xèo dòng rụm luôn á. Dạ, quá đây à. Đây đứng coi chị làm vài cái. Xèo nhân thịt vậy. Chợ mình mấy giờ người ta đi đông nhất chị? Chắc khoảng giờ này quá không? Giờ này bắt đầu đông hơn chút là vắng. Dạ. Chút xíu là vắng. Chị thích ăn bánh xèo đổ với củi nè, ngon quá. Củi nó mới ngon, gà ngon, bánh không ngon. Cái chảo này là cái chảo bằng gì chị? Chảo chống dính mình hả? Ôi chảo thấy chóc lóc luôn á. Nhìn giá nè. Đó là chảo chống dính rồi. Giá thịt vịt băm ha. Vịt xay. Vịt xay. Ủa có xay đó nhỉ? Dạ ha, chị xay hàng máy ha. Mà cái khâu mà lấy thịt ra với xương cũng khó, cắt cái ức không ha. Mình lóc thịt ra. Lóc thịt ra. Để em gửi tiền hai cái bánh đi, chúc em lại. Chúc lại ha. Dạ. Nè, lấy em hai cái. Đây là khu ăn uống không quý vị. Dạ. Chúc em lại em lấy ha. Dạ, chừng nào em lại em lấy. Dạ. Đây cho quý vị coi cái bánh xèo nè. Hai cái này luôn được không? Được. Dạ được ha. Dạ. Đây chân cho quý vị coi cái da bánh nó giòn và ở bên trong có gì nha. Giòn rụm rồi quý vị. À, thịt vịt băm. Để ăn thử một miếng nha. Giòn. Giòn lắm. Giòn. Mỏng. Mỏng mới béo thơm. Thơm bột nghệ. Ăn với rau. Rau đây thì chỉ có cải xanh nè. Với rau giúp cá, các loại rau sống chấm như vậy. À, rồi bây giờ mình đi vô trong chợ tiếp ha. Rồi, chúc em lại. Rồi, chúc em lại. Dạ, chúc chị bán đắt nha. Dạ. Mình đi vào bên trong. Cái khu ăn uống đông lắm quá vậy. Bà con là buổi sáng nè. Trên tranh thủ đi xuống chợ cá. Trong chợ giờ này đông hơn. Trời hôm nay sao nó không được sáng. Rất máy thì thấy nó tối tối rồi. Có mấy cô bán. Mình cứ đi đúng thẳng một đường giữa rồi. Cô cái bông súng này là bông súng gì cô? Bông súng cơm ha. À đó giờ con đi chợ con không có thấy cái bông súng màu trắng vậy. Cái cọng của bông súng cơm ở trên Đồng Tháp tao nó sẽ màu giáo vậy nè. Nó không có trắng này. Dạ. Đẹp quá à. Cái này chắc cái cọng nó dài lắm hả cô? Dài. Nó dài, nó như ngó sen luôn nên cái thân ở trên nó mới chắc dữ vậy nè. Con ở Đồng Tháp. Dạ. Coi đang quay đến nè. Dạ, con đi coi chợ quê vậy đó. Chợ dắt này cũng đông quá ha. À, con đi mua bán rồi quý vị. Bán bông, bán hoa, bán đủ loại. Chợ Tết chắc quê mình cho mới vui dữ ha. Dạ. Rồi con cảm ơn nhiều nha. Dạ. Ê, tại chẳng thấy cái bông súng này nó lạ quá quý vị. Nó màu trắng tươi à. Nó không có màu bông súng cơm thường thường, nó màu nâu nâu.
đi qua đây. Đây là cái khu bán trái cây, đoạn đường dài đi vô. Thường ở ngoài bán trái cây không phải nhà vườn nha quý vị. Ở đây có cái quầy bán bún thịt nướng nè quý vị, nhìn hấp dẫn quá. Đây chị bán lâu chưa? Rồi, bánh hỏi nè. Chợ mình em thấy chợ xã mà đông quá hả chị ha? Đông quá. Dạ. Đưa con đi. Dạ. Đây thấy nhộn nhịp quá chừng. Con ở đâu? Em ở Đồng Tháp xuống. Rồi em cảm ơn nha. Chúc chị bán đất. Dạ. Đi rồi. Một cái đoạn chợ cá ở phía sau thì dài thăm thẳm luôn, chợ cá đồng nha. Trong chợ có bán nước mía luôn. Đoạn ngoài này thì Trang đi lướt lướt thôi, tại vì chợ dài lắm, nó còn nhiều nhắn luôn á. Giờ bán dầu cầu. Cái cây Tiền Giang. Dạ. Mùa này ở quê mình trái cây nhiều chưa cô? Nhiều rồi ha. Nào, Tiền Giang là trái cây là số 1. Nhãn nha quý vị. Em coi cá nha. Mặn. Rồi. Trái cây đang chuẩn bị vô mùa. Dạ, chuẩn bị vô mùa. Chuẩn bị bán Tết luôn hả chị ha? Dạ. Mùa sắp tới là vô trái gì chị? Xoài, ổi mận. Trái cây chợ mình thấy nhiều á. Như nhãn vậy ở đây nhiêu ký? Nhãn chị bán lẻ 30 ngàn. Dạ, 30 ngàn ký. Ngon quá. Cái gì chị mở hàng chưa? Nhãn chưa con ơi. Dạ hả? Vậy chị lấy thêm ký thôi. Dạ. Tại thường sáng mua, Trang hỏi cho chị mua. Đâu có gì đâu. Dạ. Dạ em nhà xa, em cũng khó đi về chợ. Đây mua nhãn nè quý vị. Đây. Nhiều được không? Chị cho em xin trái. Trái nào ngon? Rồi cho em mời quý vị ăn trái nhãn nè. Nhãn nha. Buổi sáng nha. Nhãn này kêu nhãn. Nhãn là y đo. Nha. Y đo chắc cơm vậy á. Đúng rồi. Cơm vậy xíu à. Về miệt Tiền Giang Vĩnh Long rồi trái phát mua trái cây. Nhãn nha quý vị. Mời quý vị nha. Cái cơm vậy. Chị để đi chút em lại lấy, để em lấy tiền vậy thôi. 30 ngàn. Dạ. Nhãn rất là ngọt không Nguyên. Cơm nó dày mà nó giòn nha. Nó không có mỏng giống như là cái nhãn lông hồi xưa. Cơm nó dày, ngọt, nó giòn. Dạ. Ngon. Cái bánh dày hộp nhỏ xíu à. Để Trang trả tiền cho Trang đi tiếp. Chợ mình chắc lâu đời lắm hả chị ha? Lâu rồi. Dạ. Em gửi tiền. Để em đi xuống chợ cá rồi. Nè em gửi. Nè trái hồng nè. Nguyên bồ hồng nay thì em chưa ăn đó. Nó còn lâu mà ha. Ngọt ha. Ngọt mà giòn ha. Em coi cá ha. Hồng giòn. Không có chát phải không? Không, ok. Dạ. Này táo nè. Ôi nhìn trái táo mê á. Cam nhãn. Rồi em chúc chị này bán đất nha. Nha. Rồi mời quý vị đi vô trong với chị. Trái cây nhiều quý vị. Giờ đây nè, sập nào cũng như sập nấy luôn á. Trái cây đó. Đây có khu bán ổi ha. Cóc thái luôn. Trái cây nhiều quá. Khu chuyên bán trái cây. Dưới 2 ký 2, 33 ngàn. À, đi tiếp. Chân đi ngược đường đến cá lắm bây giờ. Này bán khô. Đây coi tham quan dàn khô của anh này.
Tập sướng nha quý vị. Cái này khô cá dứa hả anh? Cá dứa. Cá dứa này nó trắng nha. Khô, khô ở chợ mình nhiều quá nè. Các loại khô luôn nha quý vị. Dạ kênh của em là Trang Lang Thang. Dạ. Anh bán này đâu chứ? 2 năm mấy rồi ha. Khô ở đây em thấy ngon á. Đủ loại luôn ha. Dạ. Dạ. Đây anh có đóng hàng đi sao không? Ai dặn mình đóng. Dạ dạ. Để em giới thiệu bà con về đây mua. Ồ khô và mắm luôn nè. Đây cho quý vị coi cái dãy mắm nè. Mắm cá lóc. Cái này cũng là cá lóc luôn ha anh? Cá này là cá phi. Cá phi hả? À, mình làm này. À, hồi đó giờ nghe nói thôi chứ chưa gặp mắm cá phi ngoài đời. Động đó, dạ. Cá linh. Rồi à, cá lóc. Đủ loại luôn. Như cá dứa vậy là ở đây mình bán nhiêu? Cá đó là cá trà phòng. Cá trà phòng hả? Bao nhiêu ký? Ở đây là bán 120 ký. Này, bên đây mấy dứa hả? À bên đây mấy cá dứa rồi quý vị. Ồ. Đây ít thấy cá lóc hả ta? Ờ cá lóc bên đây nè. Đây đang quay cho quý vị coi cá lóc ở chợ Mỹ Phước Tây. Tôm khô. Khô cá sặc rằng. Rồi em cảm ơn ngày sạp mình không có tên hả? Dạ, trong chợ quý vị cứ đi thẳng vô trong chợ sẽ có dãy khô ngon lắm. Trời ngon quá, này cá chu quá ha chị ha. Ờ xài cá chu. Cá chu. Cho quý vị coi trái xài nè. Em ở núi Đồng Tháp trên xuống đây hả? Dạ, em chảnh là xài cao lãnh là các loại lọc được đấy. Chảnh là xí xài. Chị nói cho vui chứ đây trong nè. Dạ. Cái này là xài người ta tứ vậy là khéo lắm nè mới có xài mùa này nè. Em nghe chị, xài 25.000 ký cân, nhả 25.000 ngon quá. Em nghe nói đi. Đây, đưa qua đây. Chợ mùa này hiếm gặp xài chín luôn á. Xài cá chu nó ngọt á. Ừ, thôi nha anh bán. Nhìn nó chín thấy mê quá ha. Coi cá. Mở nó tan cho nó quay lên lưu tức. Mình đi quay nhiều chỗ đó. Dạ. Chắc em đi từ bữa tới giờ chỉ có chợ mình là có xài chín thôi đó. Nhà mua chị em ký đi, mua ở đường xa đâu có sách về đâu. Dạ đi đâu nữa, em còn đi vòng vòng. Dạ dạ em chúc chị bán đắt nha. Ờ chị cảm ơn em gái. Dạ em cảm ơn nhiều lắm. Dạ cỡ một ngày hai ngày nữa chị mở. Dạ dạ em cảm ơn. Dạ. Chợ mà nay cũng dễ thương vậy. Quay ba chị em lên luôn. Ba chị em luôn. Ờ ba chị em đó. Quay mấy chị mấy cô dễ thương quá à. Dạ. Rồi. Ê ê nó làm gái của mình là giống luôn. Mặc cái điện. Giấu ha, giao con giấu ha. Đóng con thử coi. Đóng con thử nhiêu tuổi? 25 không? Con 28 tháng 9 luôn rồi. Tuổi tích rồi. Dạ. 29 rồi. Dạ. 30. Dạ. Tuổi con trai gì rồi? Tuổi tích thôi. Tuổi tích. Dạ. Tuổi tích mày khó lắm. Dạ. Sao con biết? Học dữ lắm. Học luôn, 21 chị luôn. Dạ. Mà học nói chung là học cái đó. Dạ. Con để gì vậy? Dạ, dạ, dạ. Con chặt tuổi con coi ha. Làm gái được rồi. Làm gái được rồi đó. Dạ. Làm gái gì vậy? Nào con có dịp về đây con ghé. Dạ. Dạ. Bằng tuổi con trai của hai cô. Dạ. 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 Dạ hai con đi nha. Đi xuống chợ cá coi. Dạ. Con tên Trang. Trang. Dạ. Nữa mở YouTube Trang Lang Thang là thấy không à? Dạ. Dạ. À, đi một vòng quý vị. Dạ. Ê, bà con đi chợ về nè. Cái này con biết được chú ở chợ Mỹ Phước Tây nha chú. Con thay mặt cho anh Hùng ở Mỹ con gửi chú số tiền là 300.000. Ừ.
hàng chứng nhận nha. À dạ, chú cảm ơn. Dạ dạ. Tất cả ha. Dạ dạ. Dạ dạ, con đi ha. Dạ con chào chú. Dạ dạ dạ, không có gì đâu chú. Rồi mình đi tiếp. Bán bánh đi vòng vòng đi trời. Dạ mình bông đẹp quá chị ơi. Này. Này hoa cẩm à. Ngày thường mình cũng bán bông vậy luôn hả chị? Bông này thường thường mình lấy ở đâu? Ở cửa trở về cầm lại cho mình. À, chắc bông Đà Lạt ha. Dạ dạ. Em ở Sa Đéc. Dạ. Em ở trên cũng bông nhiều. Dạ. Đi coi bông dạ, chưa? Chỗ nào không? Em đi trong chợ mình thôi à. Dạ. Dạ. Đây chợ mình nhộn nhịp quá, em thấy nhiều khu bán bông quá ha. Chợ Tết chắc đẹp lắm. Sa Đéc lớn lắm. Dạ. Sa Đéc bông là có việc chị đi thử đi. Như làng hoa ngày Tết á. Đó chị chưa tới đó. Dạ hả? Đây chợ cũng cỡ năm mấy cây ạ. À. Năm mấy cây số. Có việc chị đi thử ngày ngày Tết đó nha. Có nghĩa là ngày ngày thường này nè chị đi các con đường nó cũng đã trồng hoa luôn rồi. Dạ. Nhưng mà nó không phải là hoa thứ mình, nó là hoa chậu. Hoa hồng, hoa nói chung là hoa cúc rồi, hoa chậu mà không có phải là hoa hoa cây. Cái cây này là ở chợ anh cũng phải lấy Đà Lạt thôi à. Dạ. Chị bán này lâu chưa? Chị bán 7-8 năm rồi. 7-8 năm. Rồi em chúc chị ngày nào cũng bán đắt nha. Cảm ơn. Dạ. Đi ngắm hoa kéo. Trang thấy chỗ này có hoa là Trang mê lắm. Buổi sáng ngắm hoa. Chào quý vị cùng ngắm hoa. Hoa Huệ nè, hoa ly nè. Đây đặc biệt Trang thấy đi vô chợ sao mà hoa quá trời hoa luôn. Tại thường mấy chợ khác là ít lắm. Nha. Thạch thảo tiếp. Thảo. Dạ. Thảo. Này sống đời có quanh năm luôn hả chị? Tháng 9, tháng 10 mới có. Vậy hả? Một năm nó có mùa hả? Dạ, đây tới Tết luôn hả? Dạ, đây là bông sống đời luôn quý vị. Chừng nó bền lắm luôn. Chừng nó hồi nước. Chừng nào nó mới tàn chị? Sống đời á. Mấy tháng luôn, tháng mấy luôn. Tháng tháng mấy luôn ha. Chừng lâu lắm, dạ. Là lâu nhất. Thường Tết người ta chịu chừng cái đó lắm luôn á. Đây hoa cẩm này đẹp nè, Trang thấy hoa cẩm đẹp để Trang lưu lại cho quý vị coi. Ở trên hoa ly không nói ha, còn đây là hoa cẩm trướng nè. Nhìn nó có nụ búp dễ thương ghê. À. Đây là hoa cúc. Cái này chắc người ta trồng rằm tháng 10 mà nó nổi sớm quá. À, cái này nó xử lý quanh năm luôn rồi. Dạ hả? Hồi đó Tết mình mới thấy ha. Dạ. Dạ. Chuẩn bị tới đợt bông rằm tháng 10 nữa nè. Nè, ông vàng thọ pháp quý vị. Đẹp quá. Bé. Đây. Này giống chợ Tết quá. Có một cụm bông nè quý vị. Bán bông là trong khu nhà lồng nha. Sống đời. Rồi em cảm ơn nha. Rồi mình đi qua đây. Nguyên một cái khu này bán bông hết. Đúng là Trang đi cái dãy ngoài rồi nhưng mà để Trang đi một cái vòng bông cho quý vị coi. Đây, đi thẳng qua bên đây. Chợ mình thì có hai khu nhà lồng lớn quá vậy. Chợ vừa dài mà vừa nó như nó xéo qua theo cái cặp hướng bờ sông á. Giờ để đi ra hướng chợ cá. Chỗ Trang đi này là cái hướng chợ cá mà cá kiểu như cá biển á. Có cái dãy ở ngoài sau á, nó mới có là cái khu chợ cá đồng như vậy. Bà con bán xung quanh ở cặp đường đi á. Đây dãy cá biển, mình chỉ quay sơ lược cho quý vị coi thôi ha. Tôm, mực, hải sản. Về Tiền Giang thì chẳng thấy tôm, mực đồ nhiều lắm. Con đi coi tham quan thôi à cơ. Dạ, về miệt này thấy cá nhiều. Đây cũng có cá móm nè mà chị thấy không? Như không được tươi. Cá móm có hình muối chiên. Đây cá chê. Cá chê còn nhỏ nè. Ừ, cá móm đây nhiều nè. Ừ, cá móm. Quá nhiều luôn. Một cái khu bán cá. Khu cá biển. Con đi tham quan chợ cá. Dạ. Dạ. Ở đây cô bán cá nuôi hả? Tôi dạ. Con coi cá chút nha. Dạ con cảm ơn. Ở đây là bán cá diêu hồng, cá cha, tôm. Cá
này là mình lấy gần đây luôn hả cô? Dạ. Đây. Tôm mực. Cá quá thì cá luôn nè. Này cá mó cô ướp sẵn luôn hả? À. Tôm. Mực con thấy còn tươi á. Dạ con quay YouTube á. Dạ. Dạ. Cô có coi YouTube không? Kênh của con là tên là Trang Lang Thang. Dạ. Để cô về cô mở tay nha. Dạ con cảm ơn cô. Ở đây là khu bán cá chê, cá lóc nè, đủ loại luôn. Chợ mình cũng thấy cá nhiều á. Chị. Dạ. Nãy con có chạy xe thử vòng. Giờ này là cũng gần tan rồi hả cô? Giờ mới nhóm nè. Dạ. Dạ. Bán không có như trước hả cô? Chắc tôi chậm từ lúc dịch tới giờ luôn hả cô? Dạ. Lúc đó con thấy như đi chợ khó khăn. Chỗ nào cũng vậy ha. Con chúc cô bán đắt nha. Chúc chị bán đắt. Dạ. Đây mấy chị mấy cô dễ thương á. Này cá kèo hả? Vàng ơi, Trang thích ăn cá kèo lắm luôn á. Đường xa quá. Nè tên. Cá kèo để lâu chắc nó sống. Nè. Dạ. Lương đồng. Đây là cái khu chợ mà cá đồng nha quý vị. Nguyên cái dãy này là đồ đồng hết luôn nè. Đây cho quý vị coi cá rô đồng. Cá giăng lưới á. Dạ. Lưới này cá. À còn giấu lưới nè. Gỡ cá cực lắm. Con đi quay clip con giăng lưới á con gỡ. Clip qua làm YouTube đi. Dạ, con làm YouTube. Ra thấy mặt chứ. Dạ. Cô bán ở đây thường không? Bán thường. Dạ. Dạ. Này là cá nhà của mình bắt được luôn hả con? Cá này là bạn người ta giăng. Người ta giăng. Dạ dạ mình xuống mình mua. Mình đi bán. Dạ. Cái lương rồi nè. Cá lương đồng luôn ha. Dạ. Chợ mình con thấy đồ đồng cũng nhiều á. Đồng nhiều nước. Dạ. Nước đồng nhiều. Dạ. Đây qua đây cho quý vị coi lương. Rồi rồi. Đây là lương đồng. Con này nó rau rau nó vừa không lớn không nhỏ. 100 gram mấy. Dạ. Lương bự hết. Dạ. Dạ. Đó, lương mùa nước. Nhiều quá. Rồi con cảm ơn nhiều lắm nha cô. Dạ. Con chúc cô sức khỏe. Dạ. Đây đi qua đây cái dãy chuột. Anh bán rắn này hả? Dạ. Em coi cá nha. Dạ em cảm ơn á. Đây vô đây cho quý vị coi. Trang thì Trang sợ rắn. Nhưng mà vô đây cho quý vị coi chút. À. À để thử. em thì em hơi nhát. Ôi. Đây cho quý vị coi. Ơ trời ơi nó bò trên con kìa. Đây. Đây rắn quý vị. Anh dở nắp cho Trang coi. Cái rắn này rắn con sọc sọc đỏ đỏ là rắn gì vậy? Rắn nước. Rắn nước hả? Đây có mấy loại? Đây ba loại. Dạ. Bốn loại. Rắn nước, rắn súng. Dạ. Cá. Dạ. Rắn chung luôn hả chị phải không? Có không? Rắn chung bên đó à. Rắn chung bên kia ha. Đây, cho quý vị coi. Là mà mỗi ngày mình đều có rắn nhiều vậy ha. Dạ. Quý vị có về chợ Mỹ Phước Tây thì về đây thì sẽ thấy là có rắn quanh năm á. Rắn chung. Con cũng lớn quá nè. Như gắn chung nãy ra anh bán nhiêu ký? 250. Mình có số điện thoại gì không? Bán hiệu đây ha. Em giới thiệu nữa bà con ở xa lại mua. Ví dụ người ta đặt anh á. Dạ. Đây để Trang quay cái số điện thoại cho quý vị. Nếu có mua gắn thì lại đây. Gắn chuột giả. Nhưng cái khu này là gắn quanh năm nha. Hiếm có chợ nào có gắn nhiều như vậy lắm á. Đây qua đây cho quý vị coi một vòng nữa nè. Đây. Đây là rắn hổ hành. Này hổ hành phải không anh? Dạ. Đó chừng. Con bò nè. Vô mấy cái lồng. Ôi ơi bò lên nè. Anh bắt giùm em con được không? Dạ.
Rồi em cảm ơn nhiều lắm. Quá trời rắn rồi. Quý vị có giờ chợ này thì ghé chỗ anh mua rắn nha. Em nghĩ là quanh năm có luôn á. Còn đó chắc bự dữ lắm anh. Có nhiêu ký? Này là của nhà vườn cho canh ra cho anh hả? Đủ loại luôn nha quý vị. Dạ, cảm ơn. Bắt chuyên nghiệp luôn ha. Vậy á. Trang thì Trang không dám bắt, nhưng mà anh bắt dùm Trang quay. Này là rắn chung luôn quý vị. Cái này nó có hai đầu ha anh. Dạ. Nhưng mà ai biết bắt mới bắt được ha. À. Rồi, dài rồi, em cảm ơn. Chúc anh ngày nào cũng mua mai bán đắt nha. Dạ, Trang hy vọng là quý vị nào mà là fan cùng cố gắng thì về chợ này là Trang nghĩ là quanh năm luôn á. Rồi, mình đi qua đây. Bán đắt nha anh. Dạ, em cảm ơn lắm. Dạ, đây là chuột. Và cái khu rắn của anh là phía bên cuối chợ cá. Quý vị cứ đi thẳng xuống chợ Mỹ Phước Tây, cuối chợ cá là sẽ có. Đây là cái khu giải bán cá luôn. Cái này cá đồng hả gì cô? Dạ. Đây cá mùa nước. Quê mình mùa nước cá nhiều không cô? Năm nay vậy chứ ít hơn mấy năm trước. Dạ hả? À, hồi vừa rồi nước ở quê mình cao hơn năm rồi không cô? À, nó cũng bằng bằng như vậy đó. Dạ bằng ha. Bằng như năm rồi. Dạ. Mới bán 4 kg rồi, giờ có dạ, thử đưa không? Dạ để con coi từ từ. Đây, được rồi. Thử đưa không? Đưa lên cho coi. Dạ dạ được. Mấy cô này dễ thương quá à. Con thấy mấy cô bán con cũng không dám ăn. Dạ. Đặc biệt. Chợ mình có thấy đồ đồng vậy là nhiều á. Đặc biệt miền Tây mình. Đây cô cho Trang coi con ếch đồng bự nè. Hàng hiệu. Hàng hiệu. Dạ, vàng cháy luôn hả con? Dạ. Đây con bao. Dạ. Cái này là của bà con cân cho cô hả? Ừ, người ta đem ra. Dạ. À, ếch đồng. Lương là lương chính xác hết rồi. Dạ. Bây giờ còn gì nè? Cái này là kêu lương gì con? Cái này lương đồng mình. Nhưng mà loại mấy? Lương nhì. Lương nhì ha. Ừ, lương nhì, lương ba. Này, lương ba. Lương nhất hết rồi. Mỗi bán của em mấy ký lương nhất hết. Như loại lương ba này là nhiêu con? 150. 150. Loại này? Này là 200. 200. Ừ, 200 là lương nhì. Dạ. Con vàng hai em là dạ. Ừ, đồ đồng mình không có cân. Lương này chắc là con đặt đặt đú hả con? Đặt trúng. Đặt trúng hả? Ở đây dạ. Mình đặt trúng. À, ở đây đặt trúng giống. Đặt 12 cân ngục á. Dạ. Nó đủ cỡ người ta ra gì mua. Cái đuôi nhọn hiểu không quý vị? Ừ. Cái đuôi nè, đuôi nhỏ xíu. Dạ, đuôi này là chính xác đồ đồng rồi. Đồng gạch. Dạ, đồng gạch á. Ừ. Vàng. Vàng nghính luôn. Vàng nghính luôn. Bây giờ nó nuôi cũng khéo lắm nha. Dạ ha. Nó nuôi cũng ra đưa nhận hả cô? Đưa nhận vậy đó mà về ăn cứng ngắt. Dạ ha. Còn lương đồng mình ăn mềm mập. Vậy mà đó giờ con cứ mặc định đưa nhận là lương đồng. Không có phải vậy. Dạ. Lương đồng nó mềm. Ai cho quý vị coi lương. Đó chừng lương để chàng bóc vô thử cho quý vị coi ha. Nó vàng à. Ui. Em ơi, hợp tác xíu rồi. À. À. Rồi con cảm ơn nha, con chúc cô chú ăn đắt. Dạ. Đây là một cái dãy bán lương. Đây bán gà vịt. Rồi mình đi ra chợ cá. Nãy giờ Trang đi lâu quá chắc nó gần hết chợ cá rồi cũng quý vị. Đây dãy cá đồng. Nãy Trang có thấy bán chỗ bán cá chạch rồi chị. Này cá chốt hả chị? Em coi chút nha. Ở mình cá chốt còn lớn quá chừng luôn. Dạ hả? Dạ lửa không mới ngửi ra. Cá chốt này như vậy là mình làm gì dính chị? Hả? Này mình làm gì dính hả? Đổ 12 cân ngục. Đổ 12 cân ngục ha. Dạ đúng rồi. Đó, cá chốt. Nguyên cái dãy trước mặt quý vị là chợ cá đồng Mỹ Phước Tây. Rồi em cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Cái chị đây dễ thương quá à. Trang lại Trang quay cái mấy chị nói có gì đâu. Thường xạo phong thủy. Đây đi ra đây chợ cá cô bán rồi hết hả cô? Ờ. Dạ lấy cái gỗ ra cho ba. Gỗ phim phim cho ba. Dạ lấy gỗ ra. Bây giờ Trang tính đi qua coi lương. Đây cô nói Trang lấy gỗ ra qua phim. Có đồng á con xúc coi thử. Ồ gắn
Rồi quý vị, cái này còn sống. Cái đó chiên xù ngon lắm. Dạ. Cá rô. Cá chừng luôn. Trời, mình mùa nước nha, gọi chắc cá dữ lắm hả con? Ừ. Dạ. Cô bán cá, cá rô, lươn, cua. Họ một dế trời cá. Bán gì cái tay viết bị nước ha. Bị nước ăn. Chiều về trước thích đồ tạm rồi vô nước chưa? Đây là lươn đồng. À, quá chừng luôn. Dạ con cảm ơn nhiều nha. Cua đủ rồi. Cua ở đây cô gào đây nè. Ồ con này lớn nè. Lươn khủng luôn. Giờ cháy nè. Rồi em cảm ơn nha. Nha. Đây, một dãy phía sau là bến sông. Bến sông hồi buổi sáng thì lúc nãy cái gì bà con uống cà phê sáng rồi đông lắm luôn á. Đây là cái khu chợ cá đồng. Ồ cá nhiều quá. Bà con đi chợ thưa nha. Để chân đi qua đây cho quý vị coi. Chị. Cái này là cá heo. Nha. Quê mình em thấy cá nhiều quá mà bà con đi chợ giờ chậm hết chị ha. 7 giờ, giờ này 7 giờ 43 chị quý vị, mà chợ ít người. Quý vị nào có mua cá đồng về chợ Mỹ Phước Tây chẳng thấy nhiều lắm luôn. Rất là nhiều luôn. Đây là cá heo nước ngọt. Bên đây là đặc sản cá khoai. Cá chạch luôn. Chạch tép rong. Này chị lấy của người ta ha. Lấy cho người ta trong mùa nước và con trong ruộng đặt ra quá ha. Như cá chạch ở đây mình bán nhiêu cái? 250. Con lớn á. Đây cho quý vị coi nè. Cá heo này chị. Cá heo á. Dạ. 10.000 mà cá nhỏ mà. Là có 100.000 ký hả? Rồi. Ở trên em là 200 200 mấy 300 á. Cũng cỡ vậy, bự hơn xíu à. Cái này là tại chị không lựa ra nè, nhưng mà nó cũng nhỏ nhỏ vậy không à. Nhưng mà tại chắc trên em hiếm á. Này trồng thấp. Cá heo mà ở đây có 100.000 ký rồi quý vị. Quý vị nào muốn lấy sỉ cá đồng gì cho nghĩ về đây là ok nhất. Cá chạch thì con rất là lớn luôn á. Đồ đồng không luôn. Đây là đâu có phải đồ pha trộn gì đó. Đây là cá lóc. Trời mình bán đặc sản không. À, đi một vòng coi. Em cảm ơn nha, chúc chị bán lắc nha. Nha. Rất là hay luôn quý vị, chợ cá đồng không mà Trang đi, Trang cũng hơi bất ngờ, nghĩa là bà con bán ít khách lắm. Đồ đồng là bao la luôn. Cá chạch luôn. Đây qua đây cho quý vị coi. Con nào con ấy là nó nhảy sôi sấu luôn á. Còn sống luôn. Cá chạch nè. Cái con này lớn chứ đâu phải xe nhỏ đâu. Cá chạch mùa nước. Nhân sâm mùa nước nổi. Cái này là cá văn lứ không chị? Cá lứ nó chết nè. Cái này cá đú. Nó còn sống. Đây là bông điên điển mùa nước nổi. Đây là nó đẹp rồi nè. Nổi chơi nè. Cá chạch nấu canh cho bông điên điển. Chạch này kho nghệ chiên chiên chấm nước mắm me. À, chiên giòn nhìn mê quá. Tức là đường nhà xa. Đây là tép rong nè quý vị, còn nhảy luôn nè. Cá cua ốc cơ. Chợ mình bán cá đồ đồng nhiều quá luôn. Còn hy vọng là nữa sau này có nhiều bà con về đây lấy sỉ cá đồng nha. Yeah. Chợ giờ này mới có 7 giờ mấy rồi bây giờ. Cá nè, cá rô, ốc. Ốc đắng rồi, nguyên một cái dãy luôn, nguyên dãy cá nó cá đồng hết. Rồi con chúc cô bán đắt nha. Dạ. Này cá chạch. Chạch cá diêu hồng nữa thôi. Đó. Đủ loại. Này chạch quế. Chợ đồ đồng nhiều quá. Ốc này chắc ốc nuôi hả cô? Dạ. Dạ, ốc đắng này đồng, còn ốc này là chị nghĩ chắc là ốc ha. Con ốc đít bằng. À, ốc lát á. Mấy con béo béo này thì thường chắc là người ta nuôi.
nuôi trong ao, ao rau nhút được vậy. À, bự rồi nè. Dưa ốc này ở đây mình bán nhiêu ký cơ? 55 ngàn. Dạ. Con nào con lấy nó nở cái miệng gà này quý vị. Đó. Con này là con ốc bu, biết ra. Ốc bu đen. Cô cá đi chị. Ngư ra cho chị bán. Đây là ốc đắng. Chuối. Chạy cá này. Bà con đi chợ rải rác nè quý vị. Nghĩa là bán theo dãy vậy đó. Rồi cái bà con trước chạy xe vô mua hả? Không có đi không có đi bộ hết, đi bộ lắm, ai cũng đi xe chạy vô thẳng luôn à. Mua hết đi cho. Nè, đi qua đây. Khu này khu cá hết, cá ớt đậu đồng. Cá. Nắng qua rồi. Dạ mở nhà tư chạy. Đi đi qua đây. Không có dãy cá ốc. Đặc biệt là chỗ này ốc nhiều quá vậy. Chặt quế. Cá nè, cá chê, ốc, một dãy trời cá nữa nha. Quay sơ sơ cho quý vị coi. Cá nắng quá. Đây nguyên cái dãy này luôn. Nguyên cái dãy này là đồ cá, đồ đồng, ốc, cua, tép. Đây là khu bán cá, cá nhỏ. Cá linh ở đây chẳng thấy thiếu. Lương đồng chợ mình rất là nhiều luôn á. Lương đồng nhiều. Dạ em tham quan chợ cá. Lương ở chợ mình nhiều quá luôn ha chị. Lương. Dạ lương đồng không à. Ở đây bán đồ đồng quá nhiều luôn á. Nhà. Đây là cua nè. Ở đây cho quý vị coi. Lương đồng, cua đồng. Mùa nước năm nay cá nhiều không không chị? Mùa nước năm nay thì cá ít hơn mỗi năm. Ít hơn mỗi năm ha. Mỗi năm thì cá nhiều hơn. Dạ, mỗi năm cá nhiều ha. Tại vì năm nay nước lớn mà cá. Dạ. Ở đây bán có mấy cái gọng cao cao vậy hay quá nè. Nó khỏi bò ra quý vị. Có đậu nước nó cũng nhiều cô ơi. Dạ, đợt nước cũng nhiều hết cô. Dạ. Nó không nhiều. Hai nói chung là cá đồng nó càng hiếm à. Dạ. Giờ này là bắt đầu chắc hết nước rồi. Nước đầy dạ. Chuẩn bị bắt đầu ta bơm xạ rồi. Dạ, bơm xạ rồi. Chuẩn bị tới mùa cá sổ. Rồi con chúc cô bán đắt, em chúc chị bán đắt luôn nha. Dạ. Chắc mấy chị đây bán chung. Đây lương nè. Đặc biệt ấn tượng là chợ này lương quá chừng luôn á. Ở đây là lương đồng nhiều. Dạ. Đây chân cầm về hướng đó cho quý vị coi. Lương. Con là con ấy cũng bự vậy nè. Trời ơi cá nhảy. Dạ được rồi con cảm ơn. Đây lao ké con cái đi. Cá nó nhảy cho tới mặt chân luôn. Rồi con cảm ơn nha, con chúc chú sức khỏe nha. Chú thấy nó có coi kênh của Trang. Chú hình như chú quản lý chợ. Dạ. Cá nhỏ 40 ngàn. Một cái dãy. Cá mấy cô còn bán theo mâm nữa quý vị. Bây giờ mấy à. Rồi một dãy dài xuống đây. Rồi xuống đây là đồ đồng hết luôn. Nói chung nguyên cái đoạn đường này luôn á quý vị. Cặp bờ sông nè. Là đồ đồng toàn bộ. Cơ. Đi hết cái đường cá đồng này mình sẽ đi được ra vòng ra cái khu ăn uống. Đi. Cá linh đó hả chị? Cá linh
Ồ, cá linh mùa này sao bự dữ vậy? Thì lúc này là nó bự nhỏ vậy. Dạ hả? Đây nè. Cũng nó bự có nhỏ. Ồ, đây đây đây. Em bắt thử nha. Dạ, đây cho quý vị coi cá linh mùa nước nở. Bây giờ nó bự. Dạ. Tháng 10. Một bà hổm ở đây nhiều cá linh không vậy? Cũng ít chị. Dạ. Ôi ơi. Trang đi, Trang nhìn từ xa, Trang thấy cái linh của nó giặt lại, Trang không biết đó là cá gì. Ồ, cá nè. Cá đó là cá hành gì đó thôi. Để mua đồng đi cậu, cá lưu xiên. Mê quá. Đây phải thở, anh thở oxy nó mới được. Cá linh, cá linh nó không có để lâu được. 80 mà cậu. Ngon quá ha. Nghẹt, nghẹt. Nghẹt mấy chị thấy Trang lại chơi bắt. Ây, ơi, ơi, xin. Thử con nè, quý vị cho quý vị coi kỹ con cá. Thôi không coi được rồi, nó nhảy nó mạnh lắm. Có mua đồng nè chị. Con cá linh nó đặc biệt rồi, cái vảy của nó lấp lánh nè quý vị. Đây là những con cá linh cuối mùa nước nổi nè. Thấy thương á. Gần hết luôn quá ha chị ha. Dạ. 11 chắc gần hết cá linh luôn rồi. Ngày nào mình cũng bán cá ở đây hết. Chị bán lâu chưa? Em bán đây 10 năm. 10 năm rồi. Dạ. Cái này là mình lấy của người ta. Ở dạ, trong em lấy tên Vĩnh Hưng ta trở về chị. Vĩnh Hưng là cũng thuộc Tiền Giang hả chị? Ha? Long An. Long An. Long An. Dạ. Rồi em chúc chị bán đất nha. Dạ. Dạ em cảm ơn nhiều lắm. Đây qua đây. Chợ cá đồng. Ôi ơi. Cá tra ở đây nó cũng khác. Cá tra là nó màu sẫm gì. Màu đen đậm nè. Dạ. Cá rô đồng. Cá đó mình đây mình văn lưới thôi, mình làm gì? Dạ không? Để chân đi vô. Để đây cho đẹp quá tớ. Tội nghiệp mấy chị đây nhiệt tình quá. Rồi chân đi quay cho chân. Đây, để cho quý vị coi cá rô. Ở trên em hiếm cá rô này lắm. Em ở Đồng Tháp. Nhưng mà nói bây giờ nó chỉ có cá rô nuôi ao sen à. Chứ cá rô đồng mùa nước năm nay không thấy. Còn có thì con nhỏ ghí à. Cá rô thiên nhiên mình đi. Cá văn lưới nó còn cái mắt văn lưới à. Từ trong. À em cảm ơn nhiều lắm. Dạ, cảm ơn anh. Một dãy. Cá không phát còn phát người làm hả bà? Phát người làm. Cá là bà lại. Trời ơi, cá rô nó đã còn ơi. Em có cá lóc nữa nè. Bà con đi chợ giải rác cái gì vậy? Nghĩa là nãy thì vắng giờ đông. Mềm hơn em nữa. Bá à, ơi, mềm hơn em chứ không có mềm hơn nó đâu nha. Nó vô lắm rồi đó. Con nha. Ngoài đó nguyên chứ luôn. Để chân lưu lại. Chị là hai chị em hả? Dạ hai chị em ruột. Giống nhau quá. Ê chân nhìn lưu lại nè. Về cho nấu canh phải từ cho tao là. Ăn thôi sao đúng không ha? Canh luôn à. Canh. Có bèo có nữa cái gì đâu ăn chị. Ừ, lắc qua ăn thôi. Đi đưa nước đã chưa? Con ngày qua tao đừ ở đây. Đây, rồi đi ngược qua. Để chờ cá đồng rồi đó quý vị. Cá mà. Đường. Rồi đi xuống cuối đây là một vòng nữa là hết chợ cá. Chị. Dạ chợ mình cá nhiều thiệt luôn á, nhưng mà cá đồng nhiều kìa. Dạ. Cá nhiều ký qua đây qua đây đây vô đây sáng, sáng giờ cô bán được không? Dạ chợ mình là người ta đi rải rác rải rác vậy hả cô? Ngày. Dạ bán tới mấy giờ nào hết về? Dạ tới hết về ha. Mùa nước này cô bán cá đỡ không? Được. Dạ đây cô bán cá lóc nè. Cá lóc 5 chục. Cá lóc 5 chục. Cá rô. Cá rô 55 ngàn. Dạ. Con coi cá. Cá hú 6 chục. Này hú ha con. Cá hú ra. Hú ra. À. Như hộp 55. Con hú này nó ốm. Con hú này chắc ngoài sông quá. Ừ thì cá hú ngoài sông chứ đâu trong bìa được. À. Thằng nhà cái ngạnh nha. Ở đâu rồi? Ở Đồng Tháp. Xuống đây năm mấy cây số. Dạ. Dạ. Không sao không gần. Chơi vậy đi nha. Dạ con đi quay YouTube á. À. Dạ
Con có muốn coi cô bấm là chợ Mỹ Phước Tây Giang lang thang. Rồi con chúc cô sức khỏe nha. Rồi em cảm ơn chị. Ai đi ra. Đi với ai nào? Dạ con đi mình à. Dạ. Đây. Đây là bông thiên lý. Ủa không phải bông đũa. Bông xưa đũa. Xoa đũa. Đây. Nhìn đẹp quá ha. Lặt luôn cái nhị trong luôn rồi quý vị. Cái giờ xào ăn hả cô? Nấu lẩu hả? Nấu chua, nấu lẩu. Cô lấy 10.000 đi. Cô ăn được. Cô lấy có 10.000 đi. Dạ. Mấy cái này đi về để lâu bao nhiêu cũng được. Dạ. Ngon, ngọt ngay. Ăn xô đũa. Xào thịt nha. Ủa, 20 đi. Để có 20 mà tụ đi. Ăn không hết cô. Không thể nào không hết chứ. Cái này không hết để ăn tủ cũng được. Tủ lạnh nhà con cứ nhắc luôn rồi. 20. Trời á. Đây. Rồi con gái. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi dạ, con gái đây đi. Không khí thì giờ trời đang xe lạnh. Cũng mát mẻ. Gió mát căng thanh. À, mình đi vòng lên cái rẽ trên thì là ra được cái khu ăn uống lúc đầu đó chị. Bán gà, bán gà nướng rồi. Đi dài xuống dưới kia cho thấy có cây cầu mà đang công trình đang thi công nó gào lại rồi. À, vậy nè. Khu trong này khu nhà lòng chợ bán đồ khô. Nhà bán thịt. Thịt thịt. Đây, giờ gọi là những hình ảnh mới nhất về ngôi chợ Mỹ Phước Tây thuộc xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trang xin phép kết thúc clip này ở đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những đoạn clip tiếp theo chia sẻ nhiều hơn về những vùng đất mới. Khám phá nhiều hơn và đặc biệt quý vị nếu mà muốn mua cá đồng á hãy về chợ Mỹ Phước Tây nha, cá nè, rắn nè và những đặc sản mùa nước nổi là có, hình như là có quanh năm đúng không, đặc biệt là đồ đồng không bà con bán rất là rẻ luôn, giá cả phải chăng mà thân thiện lắm, có gì quý vị cứ đi thử thôi. Trang xin phép gửi lời chào là cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt chợ Mỹ Phước Tây nha, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.